hôm nay em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Ngọc Hà, học sinh lớp 5A1. Em là Lò Thị Nguyễn Hoa, học sinh lớp 4A2. Sau đây chúng em xin được giới thiệu về mô hình STEM của chúng em với tên gọi Dáng Hình Việt Nam. Chúng em thực hiện sản phẩm này nhằm mục đích tận dụng những vật liệu sẵn có, những phế liệu, phế thải để làm sản phẩm mới có ích, vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm chi phí, rèn kỹ năng sống cho học sinh, tính cẩn thận, khéo léo, kiên trì, phát huy khả năng sáng tạo của học sinh qua việc phát hiện ra những vật liệu phế thải có hình dáng, chất liệu phù hợp với hình ảnh, có thể sử dụng trong các sản phẩm mỹ thuật. Sản phẩm được thực hiện để trang trí lớp học, nhà, phòng làm việc, phục vụ cho dạy học ở một số các môn học khác. Để thực hiện bức tranh này, chúng em đã tận dụng những nguyên liệu, vật liệu và phế thải như giấy bìa cứng, bìa cắt tông, gạo nếp cẩm, gạo tẻ, màu, keo 502, hạt bí, lá cây khô, giấy màu, bắn keo, keo nến. Bằng những kiến thức về STEM cùng sự phối hợp nhiệt tình của các bạn trong nhóm, chúng em đã hoàn thành sản phẩm. STEM. Bức tranh được thực hiện theo các bước sau. Bước 1, gạo tẻ nhuộm thành nhiều màu theo yêu cầu rồi phơi khô. Bước 2, tạo hình tranh bằng bìa cắt tông và giấy bìa cứng cho chắc chắn. Bước 3, phát hình bức tranh bằng chỉ. Bước 4, tạo các đường nét bằng hạt gạo nếp cẩm, xếp và gắn bằng keo 502. Tạo bảng màu, tạo khối bằng những hạt gạo đá nhuộm bằng cách dàn đều những hạt gạo trên mặt giấy rồi dùng keo 502 nhỏ lên. Tạo những bông hoa bằng hạt bí để trang trí bằng cách lấy keo 502 gắn lên và dùng keo nến gắn vào bức tranh. Bước 5, bao khung bằng giấy màu bóng, đo cắt dán viền tranh. Bức tranh gạo của chúng em đã gắn với các kiến thức về các môn học như môn mỹ thuật, tạo hình 2D bằng những vật liệu có sẵn, môn hoạt động ngoài giờ lên lớp, làm được tranh như thiếp tặng mẹ và cô, người thân, môn tập làm văn, tạo phong cảnh, môn thủ công cắt dán. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chúng em cũng gặp một số khó khăn, hạn chế như sản phẩm được gắn bằng gạo nếp độ bền chưa cao, qua thời gian sẽ bị rời dùng, keo có thể dùng chỉ là keo 502 mà không thể dùng keo khác. Việc gắn những hạt gạo tạo đường nét mất nhiều thời gian, nhưng được sự góp ý và giúp đỡ của thầy cô giáo nên chúng em đã hoàn thành được sản phẩm. Hướng cải tiến là chúng em sẽ dùng một lớp sân bóng quét lên bức tranh và sau này chúng em sẽ dùng những miếng gỗ để làm nền gắn tranh, giúp tranh không bị cong vênh, bức tranh sẽ được đẹp và đây là bức tranh gạo của chúng em. Chúng em mong muốn những chương trình STEM trong trường học ngày càng phát triển trong những năm học tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.